Công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc chiếc xe ô tô bán tải lao vào sân trường, cán tử vong một em học sinh lớp 2. Vào khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày do trời mưa, nên người đàn ông trú tại xã Ea Sin, huyện Krông Búc đã lái xe ô tô bán tải chở con vào trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, xã Ea Sin. Tuy nhiên, khi người này lùi xe vào sân trường, thì chiếc xe đã cán trúng một em học sinh lớp 2, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Được biết học sinh tử nạn có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức đoàn thể tại huyện Krông Búc đang kêu gọi để hỗ trợ gia đình lo mai táng.